vẻ đẹp của hoa giấy tím Huế này các bạn này. Mặc dù ấy nó rất là khó ra hoa nhé. Nhiều bạn bảo là chơi cái dòng giấy tím Huế này này, nó rất là khó ra hoa. Đấy. Nhưng mà phải công nhận là nó cực kỳ đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn cái cây này của mình này. Đấy, cái cây gần như là giáng long. Thì khi mà nó ra hoa ấy, nhìn nó cực kỳ rực rỡ và cực kỳ đẹp luôn. Màu tím nó tím đậm luôn. Chứ nó không có hồng sắc pháo hay là một số màu bật bật như là một số cái dòng giấy khác. Và đặc biệt là nó có giá khá là cao trên thị trường so với các cái dòng giấy khác. Nhiều bác bây giờ thích chơi ngũ sắc hay là chơi sắc pháo, chơi sakura, chơi một số cái dòng giấy thuần thái, ví dụ như giấy trắng, giấy vàng, giấy cam, giấy đỏ, giấy hồng. Tuy nhiên ấy là cái giấy tím Huế của Việt Nam này, gọi là vạn hoa lâu ấy, nó vẫn là một trong những cái loại cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, bạn nhìn cái cây mình trồng, cây này mình trồng trong chậu nhé. Đây, cái chậu đường kính 70 thôi. Cái này là trước là mình mua một cái phôi về trồng này, nó được hơn năm rồi và cái tán của nó gần như dày rồi. Thì giấy tím Huế thì nó ra vào đợt này, mình có mấy cây ra hoa rất là nhiều luôn. Đây các bạn nhìn mấy cái cây này. Đây. Đấy, rất là lắm hoa giấy, nhiều hoa giấy luôn. Kia có một cái cây ngũ sắc kìa. Đấy, đang nở hoa. Thì quay lại cái chủ đề là có nên chơi cái hoa giấy tím Huế này không? Nhiều bác nhá. Nhiều bác là chơi cái giấy tím Huế này không thấy nó ra hoa, hay là chán, chặt đi hoặc cho. Tuy nhiên đấy, các bác phải hiểu rằng là tím Huế đa phần nó ra hoa nhiều nhất vào cái dịp cuối năm tầm này này. Tầm này là nó ra hoa nhiều nhất nhé. Các bác đi đâu cũng thấy hoa, đặc biệt là xuống các cái làng cây như Văn Giang, Hưng Yên hay là Nam Trực, Nam Định ấy. Họ làm những cái vườn giấy tím 5 tầng ấy. Phải nói là hoa tím ngắt luôn. Bởi vì nó đến mùa nó mà. Còn các bạn muốn ép nó ra trái mùa thì bắt buộc là các bạn phải làm theo những clip mình hướng dẫn này. Một là ép nước này, hai là chúng ta sẽ nghĩa là đào vòng quanh gốc này. Rất là nhiều cách. Tuy nhiên lại để nó ra tự nhiên thì cái tầm này đến Tết là nó sẽ ra tự nhiên đẹp nhất. Đấy. Một số bác bảo sao để nó ra sớm nên không chơi Tết, nhưng vườn nhà em nó rất nhiều hoa cho nên là em chơi quanh năm luôn. Còn khi mà một số bác hỏi là tại sao em trồng cả 5 giờ nó chưa ra hoa. Một phần là nó còn non các bạn. Cái bản chất của cái hoa giấy là khi cành nó già nó mới ra hoa nhé. Còn nó non là nó không ra hoa đâu. Nên các bác cứ kiên trì trồng vài năm là nó có hoa hết. Và lên chậu ấy, để phun ánh sáng, phun ánh nắng thì nó sẽ có cơ hội có hoa nhiều hơn là chúng ta trồng dưới đất nhé. Bởi vì trồng dưới đất ấy, thường thường nó sẽ rất nhiều nước, nhiều dinh dưỡng, cây nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ khó ra hoa hơn với cái dòng tím Huế này. Tím Huế này thì trồng càng cằn cỗi thì nó lại càng siêng hoa nhé. Và hoa nó càng đẹp. Và trồng càng cằn thì lá càng nhỏ. Khi lá càng nhỏ thì nhìn cây càng đẹp nhé các bạn nhé. Các bạn trồng chỗ tốt ấy, thì lá nó sẽ to phàn phạt ra, nhìn nó rất là xấu. Đấy, càng nhỏ càng chịu khó cắt tỉa nó càng đẹp. Vâng, xin cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Các bạn hãy để lại comment, mình cùng giao lưu nhé các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để cùng chia sẻ những clip hay về các loại hoa cây cảnh trong vườn nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.